Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ngừng mưa, song nước lũ từ thượng nguồn sông Bưởi đang đổ về mạnh và dâng rất nhanh. Lũ trên sông Bưởi ở Thanh Hóa đã sắp xỉ mức báo động 3. Qua ngưỡng này, đê sông Bưởi sẽ tràn, vì vậy địa phương này buộc phải di rời gần 900 hộ dân đến nơi an toàn. Theo đó, nước dâng nhanh đã khiến cho hơn 870 hộ dân nằm ngoài đê sông Bưởi thuộc các xã Thành Mỹ, Thành Trực, Thành Tiến, Thành Kim, Thành Hưng, Thành Thọ bị ngập, phải sơ tán người và tài sản khẩn cấp, trong đó có hơn 740 hộ ngập sâu đến 1 đến 2 mét. Thống kê chưa đầy đủ của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành đến 15 giờ ngày 22 tháng 7, ngoài gần 900 nhà dân bị ngập, phải sơ tán thì toàn bộ huyện này còn có hơn 1.100 hecta lúa, hơn 1.300 hecta mía bị ngập và đổ gãy do mưa lũ. Tình trạng ngập lụt còn khiến cho giao thông qua hơn 2 km tỉnh lộ 523 nối từ thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành lên đường Hồ Chí Minh bị tê liệt. Chính quyền địa phương đang tiếp tục cắt cử lực lượng tuần tra, canh đê, đồng thời hỗ trợ bảo vệ an toàn cho người dân có nhà bị ngập lụt, phải sơ tán.